thứ bảy tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Như vậy, anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không bị tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay Chúa Giêsu trấn an và khích lệ các tông đồ đừng sợ. Lý do người môn đệ Chúa đừng sợ khi người đời bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bớ chỉ có quyền trên sự sống thân xác nơi trần gian, thì Thiên Chúa mới là đứng nắm giữ đời sống vĩnh cửu và phán quyết của Ngài, có thể hủy diệt con người cả xác lẫn hồn. Đừng sợ, vì Thiên Chúa đứng xét xử cũng là người cha hàng quan phòng công trình sáng tạo của Ngài. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ, lẽ nào Ngài lại không yêu thương chăm sóc chúng ta? Vì chúng ta còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Hơn nữa, người môn đệ Chúa không sợ người đời cùng những bắt bớ của họ. Vì những ai gắn bó với Đức Giêsu đến liều cả mạng sống, người hứa sẽ gắn bó với họ. Trong ngày phán xét, người sẽ là luật sư biện hộ cho họ trước mặt Chúa Cha. Ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt cha ta trên trời. Vì thế, thái độ của người môn đệ trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe dọa của người đời và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa như người cha. Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục đã chính là người cha nhân ái đối với các người môn đệ. Lạy Chúa, ngày nay chúng con cũng gặp không ít bao khó khăn, thử thách, bách hại khi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Lời Chúa trấn an các tông đồ năm xưa cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận những hy sinh, khó khăn, vất vả hàng ngày, thậm chí cả những bách hại của người đời, để được nên giống Chúa, để làm chứng cho Chúa và tin mừng. Ngõ hầu nhờ việc làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, chúng con sẽ được Chúa tuyên nhận trước mặt Chúa Cha đứng ngự trên trời và được Chúa đưa vào hưởng sự sống muôn đời trong nước Chúa. Amen.